Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 có tên Yagi được xác định là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2024. Trong 24 giờ qua, dù chưa đổ bộ, bão đã gây ra gió mạnh và dông ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cây đổ, tường sập đã có thiệt hại về người. Tính đến thời điểm hiện tại thì bão đã di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền trong trưa nay. Phóng viên của báo điện tử VTC News đã có mặt kịp thời tại các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Vân Đồn, Móng Cái của Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nội để cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão số 3. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị các bạn, tôi là Thành Lâm, phóng viên báo điện tử VTC News. Hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực cảng tái định cư thuộc địa phận huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thì theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay khu vực này thì đã bắt đầu có những cơn mưa dày hạt và gió thì đang mỗi ngày một to lên. Buổi sáng ngày hôm qua thì tất cả những tàu thuyền tại khu vực thì đã trở về đây để neo đậu an toàn. Thì hiện nay các công tác phòng chống tránh bão cơ bản đã hoàn tất. Tiến hành gia cố cho tàu của mình. Vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể cho biết là anh đang làm gì đây không ạ? Em đang cột đại dây anh ạ, để chuẩn bị chống bão vào ạ. Thế thì tại sao mà khi một cơn bão to thế đang chuẩn bị vào mà anh không về nhà mà lại ở lại tàu? Vâng, bây giờ bà con ngư dân bây giờ tài sản của mình bây giờ phải ở lại phòng chống bão để bảo quản tài sản của mình. Thế thì trong khi bão vào thì có những cái sự cố thì có thể xảy ra được nhỉ anh nhỉ? Nếu mà bão vào mà to quá thì sự cố là không ai là đứt dây hoặc là trôi giạt thì anh em ở lại thì phòng chống để tơ máy hoặc là cột dây lại cho nó ăn an toàn. Lâu rồi không về, bão lâu mấy năm nay nó không có vào mà nó cũng thấy to như vậy. Trận này nghe vậy to nhất đến đâu hay đấy chứ biết nó kiểu gì. Cũng lo sợ cũng đang chờ bão để tránh nhưng mà không chỉ là giảm gì còn như này. Báo như vậy cảm phục hiện tất cả gọi là đồ ăn thức đựng là chuẩn bị hết ăn trong vòng một tuần thứ tư. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều cây xanh trên đường ra khu 2 ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng bị quật đổ. Nhiều cành cây gãy rơi xuống các tuyến đường. Người dân tại đây đã chủ động chằng chống lại nhà cửa, dừng đón khách. Ở Đồ Sơn, Hải Phòng hiện gió rít rất mạnh, cành cây gãy nhiều, mái tôn cũng bị bay gây nguy hiểm. Ghi nhận của phóng viên, có thời điểm vẫn còn người dân lái xe máy ra đường trong điều kiện mưa gió rất lớn. Nhiều khu vực ở Hải Phòng hiện đang mất điện. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, gió mạnh cấp 14, giật cấp 16. Một người dân sinh sống ở đảo Cát Bà cho biết bắt đầu từ sáng ngày 6 tháng 9 tại đảo đã có mưa và gió giật mạnh, gió liên tục tăng cấp. Đến thời điểm hiện tại, gió mạnh quật đổ cây cối, gió rít liên hồi, tưởng chừng có thể thổi bay mọi thứ trên đường. Hiện tại không ai dám ra khỏi nhà vì gió giật khủng khiếp. Lúc 11 giờ sáng nay, ngày 7 tháng 9, bão số 3 đã vào vùng biển Quảng Ninh và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Hiện tại gió mạnh nhất ở tâm bão cấp 13-14.
tương đương với 134-166 km/h, giật cấp 16. Quảng Ninh đã tiến hành cấm biển từ 11 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2024, cơ bản hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, di rời người dân về nơi an toàn trước 16 giờ ngày 16 tháng 9. Trên địa bàn huyện Vân Đồn đã ghi nhận nhiều cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến đường liên xã, tuyến phố, các xã tuyến đảo mất điện toàn bộ. Ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong sáng nay đã tổ chức di rời nhiều hộ dân có nhà nguy cơ cao bị tốc mái về tạm trú tại các nhà văn hóa và trường học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Tại Cô Tô, toàn huyện có rất nhiều cây xanh ven đường và nhiều cây ăn quả bị nghiêng gãy đổ, có nhiều mái tôn bị tốc bay khỏi vị trí ban đầu. Có 4 tàu xi măng trong khu vực Âu Cảng đang bị đắm. Kèm gió mạnh, đã có rất nhiều chiếc thuyền đã bị phá hủy. Theo thông tin chúng tôi nhận được, đã có một người nghi là bị mất tích vì lật thuyền. Sau đây tôi sẽ phỏng vấn người dân có mặt tại hiện trường. Xin chào anh. Mời anh đứng đây. Xin chào anh. Anh có mặt tại đây vào thời điểm nào? 10 giờ. Lần chụp cái tàu trôi đây có. Khoảng giờ nào mà ở bãi cát Việt Nam với cả cái rồng này xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh không? Tầm lúc là tầm 9 giờ, là sáng là rồng to mạnh, lốc, cabin tàu bè lên. Thế vào khoảng thời điểm nào mà cái chiếc thuyền nghi là bị người nghi là bị mất tích thì là? Nói là tầm 10 giờ kém. Này còn có ai bị mắc kẹt lại ở trên không? Ở trên tàu kia có người lên trên rồi, mắc kẹt rồi, nhưng mà có người vẫn ở trên thuyền. Tại cảng Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh, theo ghi nhận của phóng viên, một đợt cuồng phong nữa vừa ập vào bến cảng Cái Rồng, bãi cát phía Nam, người dân lại phải liều mình xuống thuyền chẳng níu lại. Đây đang là đợt cuồng phong lớn nhất đang diễn ra tại đây, rất nhiều thuyền bè bị phá hủy, trôi theo dòng nước. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh-Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tương đương với 134-149 km/h, giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ. Có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Tiên Yên, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đầm Hà, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 8, giật cấp 12. Cửa Ông, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Đồng Xuyên, Hải Phòng, gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Bà Lạt, Thái Bình, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa nay đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Không, nếu thời điểm hiện tại thì bão số 3 đã tiệm cận sát bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Và dự báo của chúng tôi thì trong khoảng 1 đến 3 giờ tới thì cái vùng tâm bão sẽ di chuyển vào khu vực phía khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng với cường độ mạnh cấp 10, cấp 12. Và sau đó thì bão sẽ di chuyển sâu vào trong đất liền dưới tác động của cái hoàn lưu của bão, thì từ khoảng từ nay đến chiều khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẽ có cái gió mạnh cấp 19, cấp 12, trong đó khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và cái vùng có cái gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Khu vực Thái Bình, Nam Định, khu vực Ninh Bình, khu vực Thanh Hóa là những vùng có cái gió mạnh cấp 9, cấp 10 và giật cấp 11, cấp 13. Sau đó những cái tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang
Hải Dương, Hưng Yên có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Với thủ đô Hà Nội thì cái tác động của bão sẽ chậm hơn so với lại khu vực ven biển. Và đến khoảng từ 15 đến 16 giờ trở đi thì bắt đầu có cái gió mạnh cấp 6, cấp 7. Và chúng tôi nhận định có khả năng có cái gió giật cấp 9, cấp 10 khu vực thủ đô Hà Nội. Đấy là về cái diễn biến của cơn bão. Còn về cái tình hình mưa thì cái thời điểm từ nay thì sẽ là cái điểm mưa lớn nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Cái thời điểm mưa lớn nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ dồn dập từ nay đến hết tối và đêm của ngày mùng 7 tháng 9. Từ chiều và đêm nay thì mưa mở rộng sang khu vực phía Tây Bắc Bộ, và mưa trong cái đợt này sẽ kéo dài từ hôm nay đến tận ngày mùng 9. Và cái tổng lượng mưa thì cũng duy trì trong khoảng từ 150 đến 350 mm và có nơi trên 500 mm. Vâng, với những cái tác động trực tiếp của bão là mưa, rồi hiện tại là gió mạnh, thì người dân thì, trong cái thời điểm gió mạnh, bão tâm bão đang đi vào cái lúc mà gió bão đang mạnh nhất, thì chúng ta không nên ra khỏi nhà và luôn tìm nơi trú tránh. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cái thời điểm bắt đầu từ chiều đi, cái những cái hiện tượng như là ngập lụt hay là cái hiện tượng lũ quét, trượt lở đất bắt đầu xuất hiện ở khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng, như khu vực Lạng Sơn, và những người dân ở khu vực đấy thì những cái vùng mà có nguy cơ cao về cái lũ quét và trượt đất cần nên là không nên như nào, tức là tìm những nơi mà trú tránh để đi ra khỏi những vùng nguy hiểm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão số 3 tới quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!